Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Ôi, nó căng ra, nó nhẹ nhàng làm sao. Chào em. Rồi em giới thiệu về mình đi em. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả đây ạ. Em tên là Tường Vinh, năm nay em 26 tuổi ạ. Em quê ở đâu, đang làm việc gì? Em quê ở Bình Phước nhưng mà hiện tại em đang làm ở Sài Gòn chị. Em làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Yeah, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em Phan Thanh Tiến, 27 tuổi, ở Đồng Tháp. Hiện em đang làm ở Bình Chánh, là kinh doanh ngành thuốc tây. Em bán tiệm thuốc tây ở đó Bình Chánh là em bán cho em luôn hả? Là nhà em luôn hả? Không, em là thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng. Em ở trên đây với ai? Dạ em ở một mình, lâu lâu mẹ lên ba một lên mình. Năm. Vậy tốt rồi. Đó, bạn gái nghe chưa? Rồi, bạn gái giới thiệu cho mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là em thích nấu ăn với lại em ăn được nhiều lắm chị. Ăn nhiều đâu có thấy gì đâu. Mập mà chị. À, với lại em thích tự lập nên là em thích bạn trai đó cũng hay là tự lập giống em vậy đó, tự lập một mình lên thành phố. Ở mình mà ta như vậy là tương đối thành đạt rồi đó bạn. Rồi. Điểm yếu của em thì nhiều lắm. Mọi người hay nhận xét là như là tính của em là hơi bất cần một xíu. Với lại em hơi nóng tính, là dữ nữa chị. Dữ hả? Dạ. Ừ, dữ là dữ thì sao? Nói chung là mấy bạn nam mà thích em á, thường em không thích lại thì em cũng chửi thôi. Trời ơi. Rồi bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em hơi khó tính một tí. Biết nấu ăn. Nó ăn ngon không anh? Cũng ngon em. Mà làm biếng lắm em. Có ai nấu ăn còn buồn không có nấu. Ăn tiệm không vậy đó hả? Tại vì em ăn cơm tiệm không có được. Nên em ở nhà em mình em thì em nấu. Không quen cơm tiệm hả? Dạ. Yên tâm đi, có người về nấu được rồi. Điểm yếu nhất của em là gì? Em nhút nhát. Nhút nhát. Dạ. Giao tiếp hơi khó. Hơi khó. Điểm mạnh là gì? Em thì hòa đồng với mọi người lắm. Coi như là nhát quá đúng không? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi. Chia tay cũng đây cũng 2 năm. Mối tình dài nhất là mấy năm? Năm mấy. Năm mấy hả? Dạ gần 2 năm. Sao chia tay em? Dạ tại bạn đó bạn về quê rồi bạn học thi tốt nghiệp xong á anh rồi về quê rồi cái chia tay. Về chia tay mình không theo hả? Không theo đuổi hả? Dạ em không biết nhà rồi với một phần nữa bạn đó bạn cắt đứt liên hệ lạc rồi không biết. Chứ không phải tại em đúng không? Dạ. Rồi. Rồi. Bạn gái em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi chị. Nhưng mà chia tay cách đây cũng 1 năm rồi. Chia tay xong mà đăng ký chương trình luôn á chị. Lý do tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? Bạn sau này thì em quen tầm khoảng 6 tháng rồi chị. Nhưng mà lý do chắc là do bạn đó có người mới rồi. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Nói chung là cái gì cao nghe em thích thôi chị. Hơi khó ha. Em cao mét mấy? Mét 68. 68 hả? Được, không bên sao. Bên đó nhiều? Bên đây 86. Rồi còn gì nữa không em? Em thích bạn nó mũi cao á chị. Mũi cao? Dạ. Sao mũi cao chi vậy em? Để em thích vậy thôi, em thích nhéo chơi vậy đó. Lạ nha. Gì nữa em? Em thích bạn đó là phải biết chơi thể thao. Biết bơi càng tốt. Biết bơi không em? Dạ, em Đồng Tháp. Đồng Tháp bơi mà trời ơi, bơi giỏi luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích con trai lãng mạn quá. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì thường con trai lãng mạn á chị hay lăng nhăng lắm. Với lại em không thích em không thích đầu hói quá. Gì? Không thích đầu hói đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn nó có đầu hói thì nên cạo đi anh ơi. Để cho nó đẹp hơn. Người ta hói nhưng ta có trái tim đẹp, có tâm hồn cao thượng. Không, ở đây người ta chịu hói mà ví dụ ý bên đây nói là hói thì cạo trọc luôn. À trời, chịu hói đúng không? Không hói. Em đây đâu có hói đâu. Rồi không, ý nói anh Linh á, cạo trọc đi. Rồi, bạn trai bên kia thích mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ là ngoan hiền, là một người phụ nữ đảm đang với gia đình. Tại vì em là con út nên đặc biệt là phải làm dâu. Em có làm dâu được không em? Dạ được anh. Làm dâu là về Đồng Tháp ấy đúng không? Là hiện tại thì em ở trên đây nên ở trên đây rồi sau này mới về. Ủa đang bán được mà sao về chi vậy em? Thì tại em là con út, gia đình ba mẹ ở dưới quê. À là phải về quê bán thuốc luôn. Dạ. Có cơ sở gì dưới chưa? Dạ ở dưới thì có ở ngoài chợ, gần chợ á anh. Có rồi đúng không? Dạ. À, nói chung vậy cũng ổn định. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao mà không thích sao hói. Sao về vậy? Đồng Tháp được không em? Về Đồng Tháp nhưng mà quan trọng là chào.
Nhưng mà quan trọng là về đó mình có công việc không hay là bạn đó có nuôi nhà em ta được có không? Nhà ngay chợ. Bạn trai thì có công việc rồi đó. Ừ, ổn định rồi. Được không? Cũng thấy cũng hơi xa. Vậy nó xin đi làm vẫn được. Biến tình yêu đủ lớn là được rồi. Đầu hối làm sao em không thích. Hối có dính líu gì tới chuyện hôn nhân tình yêu này kia không? Nhưng mà tóc ít kỳ lắm nha. Kỳ quá hả? Dạ. Kỳ lạ ta. Nhiều cô thích hối chứ tôi không hiểu luôn nha. Bây giờ nếu như được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là tầm khoảng 1 năm nữa. Khoảng 1 năm đúng không? Dạ. Bây giờ còn điều gì về tính cách mà em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn ấy gia trưởng. Không thích gia trưởng? Dạ. Với lại không thích nói nhiều. Nãy giờ thấy ngồi im re đâu thấy nói gì đâu. Dạ chắc là được hả chị? Chắc là được phải không? Đó, giờ chị suy nghĩ một hồi gặp nhau bàn cái vụ về lại quê làm dâu coi sao nha. Dạ em chị. À, em cao nhiêu? Dạ em 1m71. 1m71 được. Dạ. Rồi, ủa mà thí dụ như mình làm được, mình định cư ở đây rồi mình rước ba mẹ lên cũng được vậy em? Dạ, nhưng mà em thích đi quê hơn. Thích đi quê hơn, không dạ. Khí trong lành hơn ha. Dạ, yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn, dễ sống hơn ha. Thôi cũng được. Nhưng mà bên nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Khoảng năm đổ lại. Một năm đổ lại. Dạ. Vấn đề là về làm sao em thuyết phục được bạn gái ha. À, cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ đừng có đúng là đừng có mà hung dữ quá. Bạn kia chắc không có rồi. Bạn chỉ có hung thôi chứ không có dữ. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Giống Lý Nhật Kỳ là được. Giống Lý Nhật Kỳ. Bên kia cũng không kỳ đâu sợ. Lát nữa nha, bàn cái vụ về Đồng Tháp nha. Dạ dạ. Rồi. Quan trọng là chị nghĩ ở đâu không có quan trọng. Thiệt là quan trọng là vấn đề mình có yêu nhau hay không thôi. Yêu là cỡ nào cũng đi mà không yêu ở cái bên cũng không thích nữa. Dạ đúng rồi. Rồi, mình hỏi ý kiến gia đình đi. À, bạn gái đi với ai? Em đi với em gái của em với lại chị đồng nghiệp với mấy bạn ở trung học. Em ruột hả? Dạ. Rồi, sao gặp em ruột đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là em gái của chị Vinh. Chị thì chị đúng là ở nhà có hay cầu nhau hay la em. Nhưng mà thật chất là em thấy là chị như vậy là hiền. Kiểu như là chị em nói chuyện cho vui vậy thôi chứ không phải là chị giữ thiệt cho nên anh yên tâm. Em thấy anh chị cũng hợp đôi, nếu như mà thấy được thì anh chị có thể cho nhau cơ hội. Em hãy xem. Bạn trai em đi với ai? Dạ em đi với mẹ rồi ba rồi nhiều lắm anh chị. Có gia đình luôn hả? Dạ. Đông người quá hả? Rồi chào hai bác. Dạ, chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Cô thì thấy cháu bé hôm nay thì cũng được. Nói chuyện thì thấy cũng hiền, cũng được, cũng dễ thương. Nãy cháu nói là cháu bao nhiêu tuổi? Dạ con 26 ạ. 26 tuổi vậy là tuổi thân? Dạ 91, là tuổi mùi ạ. Cháu có gì làm dâu được không? Dạ con nghĩ thì làm dâu là không có vấn đề gì đâu ạ. Miễn sao là mình thương ba mẹ chồng thì chắc là ba mẹ chồng cũng thương mình ha. Cô thì cô nghĩ nếu mà cô đi cưới dâu á, thì nếu mà cô thương con trai của cô là cô phải thương con dâu. Cô biết cưới chứ tự nhiên cưới con dâu vậy mà không thương con dâu thì cưới làm chi? Đúng rồi. Phải không? Cho nên là nếu cô thương trai cô là cô có thương dâu. Thì nếu mà cháu không được làm dâu á, được thì cô cũng thương như con trai của cô thôi. Dạ. Vậy thì giờ cô cũng mong cho hai đứa mà hẹn hò có cuộc hẹn hò. Hồi nãy cô coi tuổi vậy là hợp không cô? Nếu tuổi mùi thì được, còn tuổi thân thì không được. À tuổi mùi đó. Cảm ơn ở nhà nha. Bây giờ thì hai em gặp nhau nói chuyện đi. Kéo màn. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được nhưng mà trắng quá. Tại tới ngày anh ở trong nhà không à. Nhà mới lạnh đó nên là từ đó giờ vậy. Dạ. À, theo anh thì quan điểm tình yêu của anh như thế nào? Thì trong tình yêu thì phải có cái sự tin tưởng và chung thủy là được. Anh có phải là người chung thủy không? Anh thì trong tình yêu thì anh không có biết ăn nói. Nhưng mà thì luôn luôn anh phải, nếu mà thương thì phải chung thủy và tin tưởng người đó. Em thì không có cần là anh phải hứa là sẽ yêu em suốt cuộc đời đâu. Nhưng mà em chỉ cần là trong thời gian anh yêu em á, đừng yêu thêm ai nữa. Cái đó thì tất nhiên là khi mà mình thương một người nào đó thì phải thương một người đó thôi. Chứ khi mà chia tay thì mới tính tiếp vấn đề khác. Chia tay đừng có nhắn tin nha. Nói chung là chưa chơi tính gì chia tay. Chia tay là phải cho mặt nói đàng hoàng chứ đừng có nhắn tin chia tay vậy em không thích. Không, cái nào cũng phải rõ ràng em. Bây giờ em sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh? Dạ. Vậy là em làm ở gần đó luôn em? Em làm ở quận 1. Hồi nãy em nói em làm bên gì em? Em làm kế toán cho khách sạn.
Em làm vậy là có thời gian rảnh nhiều không em? Thường thì em làm được nghỉ trưa thứ bảy với chủ nhật. Anh có xuyên không? Từ đó chạy lên đây có xa lắm không? Nó cũng nếu mà đi thì không có xa cho mấy đâu. Chắc khoảng tiếng à. Hai người định khoảng bao lâu đám cưới? Em thì tính khi nào? Em nghĩ tầm khoảng năm sau. Cưới trước 30 là được rồi. Anh thì nếu mà ấy thì được, trong khoảng một năm đổ lại là được. Em thấy cô gái cao quá có ngại không trai? Dạ không, chắc nếu mà đứng lên chắc cũng ngang ngang mà. Đâu, hai người đứng sát bên nhau là nào, hai người đứng kế bên nhau nào. Thử xem ba mẹ nhìn cho kỹ nha. Thấy hai trẻ thế nào? Cảm ơn chú. Chưa, vẫn đứng đó. Chúng ta có 30 giây nhìn vào mắt nhau. Đứng gì sao nhìn được anh? Quay phải lại. Phải vô nhìn nhau. Đó, có thể hát nhau tặng một bài nào đó giao lưu rồi chúng ta sẽ cảm nhận về nhau nhiều hơn. Trời, cao dữ. Nhìn bạn gái mà hát. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ gu em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim, nguyện trao đến em. Cái tim của bạn bây giờ thế nào rồi? Nó rung quá. Nó rung quá hả? Thấy người đối diện sao? Thấy bạn xinh cũng dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích. Thích là được. Người ta nói thích là nhích nha. Chúng ta đến giây phút quan trọng nhất. Chúng ta đã có ít phút để trao đổi, trò chuyện và lắng nghe được cảm xúc của mình ngay lúc này. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Các bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Bắn tay lên nào. Đó là thủ tục của chúng ta. Nào, để nguyên. Đây xin gửi tặng hai bạn quà tặng là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin Azek Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng. Các bạn có thể vào đây để xem phim, để tìm hiểu nhau. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau. Dễ thương lắm à. Rất vui đúng không quý vị? Vì ngày hôm nay là Nguyễn Linh và Cát Tường đã mai mối thành công cho hai cặp đôi. Những khung giờ phát sóng rất quen thuộc quý vị, 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh 7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.